Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2014 có những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án luật. Cảng hàng không Đồng Khởi đón trên 72.000 lượt khách. Ghi nhận từ công tác phòng chống dịch bão tại xã Ngư Thủy Bắc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi là hai dự án luật đã được Quốc hội khóa 13 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Theo đó, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội khóa 10 thông qua năm 1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2000. Đến nay, sau hơn 14 năm thực hiện, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam cơ bản phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, đồng thời khắc phục những hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sẽ sửa đổi 5 điều nhằm hạn chế hóa chủ trương của Đảng về phong thăng quân hàm cấp tướng. Cũng giống như luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, sau hơn 8 năm thực hiện, luật công an nhân dân cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, quy định chưa đầy đủ cụ thể. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật phù hợp với hiến pháp hiện hành, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 cũng đã cho ý kiến về dự án luật công an nhân dân sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật công an nhân dân sửa đổi. Để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sắp tới. Chiều nay ngày 18 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính quý 3 năm 2014 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý 3 năm 2014 cho thấy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Trên một số lĩnh vực vẫn còn nổi lên những vấn đề đáng chú ý như một số vụ vi phạm quy định xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, vấn đề an ninh nông thôn liên quan đến những kiến nghị khiếu nại xung quanh việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1. Tuy nhiên, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng được chú trọng. Trong quý 3 đã tổ chức kiểm tra trên 120 tổ chức đảng và 150 đảng viên, giám sát trên 110 tổ chức đảng và 200 đảng viên, từ đó phát hiện và kịp thời xử lý nhiều vi phạm. Trên cơ sở đánh giá tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cũng như kết quả của công tác nội chính trong quý 3, hội nghị đã tập trung thảo luận nhiệm vụ công tác nội chính thời gian tới. Sáng nay ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sông Quảng Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Quảng Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Thực hiện công tác cổ phần hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sông Quảng Bình đã xác định được giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2013. Phê duyệt tỷ lệ phân vốn nhà nước, xây dựng phương án cổ phần hóa và mở tài khoản phong tỏa. Hiện nay công ty đang thực hiện thuê công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia tư vấn cổ phần hóa và thực hiện một số công việc khác. Thực hiện công tác cổ phần hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Quảng Bình đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Quảng Bình thành công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình. Trên cơ sở phương án cổ phần đã được duyệt, công ty đã triển khai và hoàn thành một số công việc như mở tài khoản phong tỏa để thu tiền bán cổ phần, ký kết hợp đồng với tổ chức tư vấn trung gian bán cổ phần, v.v. Cũng thực hiện cổ phần hóa đợt này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình đã tiến hành thành lập các ban, tổ thực hiện và giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp, thành lập hội đồng và tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, tổ chức đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản nợ. Hiện nay công ty đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 9, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình đã có buổi họp đánh giá kết quả hoạt động và triển khai chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi họp.
Thời gian qua, chương trình phát triển thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên đã được các cấp ngành địa phương triển khai khá đồng bộ. Thông qua việc tổ chức thực hiện lồng ghép các nội dung của chương trình phát triển thanh niên theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Điển hình như Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã trình Bộ Nội vụ thẩm định 15 người dự kiến trúng tuyển. Triển khai thu hút đào tạo nhân tài năm 2014 theo quyết định số 17 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với 27 thạc sĩ và 5 tiến sĩ trong độ tuổi thanh niên, nghiên cứu khảo sát và tiến hành xây dựng đề án tuyển chọn không qua thi tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc theo thông báo số 666 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai các nội dung liên quan đến giải quyết việc làm, thị trường lao động và đề án đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên. Những tháng đầu năm 2014, Quảng Bình có 11.200 thanh niên được tư vấn và giải quyết việc làm, tuyển sinh dạy nghề gần 1.280 thanh niên. Sau hơn 5 năm chính thức đưa vào khai thác, cảng hàng không Đồng Hới đã không ngừng tăng trưởng về tần suất bay và số lượng hành khách, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Cảng hàng không Đồng Hới được đưa vào sử dụng đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, nên lượng khách đến Quảng Bình ngày một tăng cao. Xác định được ưu thế đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tăng tần suất các chuyến bay đến cảng hàng không Đồng Hới. Trước đây, cảng hàng không Đồng Hới chỉ đón bình quân 3 chuyến bay một tuần, đến nay đã nâng lên 14 chuyến một tuần. Vào những thời gian cao điểm, đã tăng lên 21 chuyến một tuần. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay, cảng hàng không Đồng Hới đã có trên 790 lần cất và hạ cánh với tổng lưu lượng hành khách lên đến 72.000 lượt người. Không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao mà hiện nay cảng hàng không Đồng Hới đã nâng cao năng lực tiếp nhận máy bay cất hạ cánh 24/24 giờ trong ngày. Thông qua việc đầu tư xây dựng hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS và hệ thống đèn hiệu hàng không đã hoàn thành bay hiệu chuẩn sẵn sàng đưa vào khai thác. Cùng với đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam cũng đang triển khai đầu tư tại cảng hàng không Đồng Hới hệ thống quan trắc khí tượng tự động AVOVKS, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014 này. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút đông đảo hội viên Hội Nông dân Quảng Bình đăng ký tham gia thực hiện. Quảng Bình hiện có 80.000 hộ nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp, trong đó cấp trung ương là 330 hộ, cấp tỉnh 2.400 hộ, cấp huyện thành phố hơn 8.800 hộ và cấp cơ sở hơn 44.000 hộ. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đạt kết quả cao, Hội Nông dân Quảng Bình đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những giống cây vật nuôi có năng suất chất lượng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo động lực thúc đẩy cho các hộ nông dân, nhất là nông dân nghèo, nông dân tại vùng khó khăn vươn lên xóa nghèo và làm giàu chính đáng. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa bão năm 2014 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Vì vậy, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang tích cực triển khai công tác phòng chống lụt bão. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Là địa phương ven biển, xã Ngư Thủy Bắc luôn phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Năm 2013 vừa qua, thiệt hại do hai cơn bão số 10 và số 11 gây ra trên địa bàn gần 40 tỷ đồng. Rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống lụt bão những năm qua, trước mùa mưa bão năm nay, chính quyền địa phương xã Ngư Thủy Bắc đã lên phương án cụ thể cho công tác di dời dân. Toàn xã có trên 950 hộ gia đình, trong đó có hơn 100 hộ nằm trong diện nguy hiểm cần phải di dời tới nhà công vụ như ủy ban xã, trường học, vân vân. Nếu mà thấy mà trong gia đình mà khi mà đã có cái biến cố đến cái tai họa thì gia đình tôi cũng có cái tinh thần là trên đâu thì có mũ bảo hiểm, gia đình nào mọi người mua cái bảo hiểm, mũ bảo hiểm đội lên, rồi là áo mưa phòng chống rét mướt. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị tinh thần là tìm cái chỗ là kín đáo, là chứ chị ở đấy là chắc chắn với là bảo được cái tư cách để mà bảo vệ cho người dân sức khỏe, chứ là rán ra sao đó là cứ tiến hành trước khi bảo đến là con nít trong nhà có nít với là phụ nữ có bầu với ông già là rán ra xã. Ủy ban là có mượn ngoài thì có người tiếp đón đấy là bảo vệ cho dân ngoài thôi, là ra còn người có sức khỏe thì ở nhà để bảo đảm là tài sản gia đình. Ngoài phương án di rời dân, hiện nay chính quyền xã Ngư Thủy Bắc còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, tích trữ lương thực thực phẩm, kêu gọi ngư dân tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, cập nhật liên tục và thường xuyên về tình hình bão lũ để thông báo kịp thời cho người dân, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm nay. Qua hàng năm thì thiệt hại cho bão thì có giảm hơn, tuy nhiên với cái điều kiện xã là cái
dân thì nghèo cho nên là cái nhà cửa chưa đảm bảo, cho nên qua hạt là cơn bão lớn của hàng năm thì vẫn bị thiệt hại về nhà cửa, chủ yếu là tốc mái, sập nhà thì rất ít nhưng mà tốc mái thì rất là nhiều. Đấy. Cho nên là về thị xã thì rất chủ động cái phương án phòng chống lụt bão qua hàng năm, và có xong lụt bão thì có là tổng kết công tác lụt bão, rút kinh nghiệm để rồi chỉ đạo cho năm tới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.